7. Ê, oh, wow, 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 wow. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Úc Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ tới một cái map tên là Clever Troll cùng với thằng Nút đang đứng ngay đây, nó đang đứng ngay đây. Và tất nhiên tập này cũng sẽ tổng hợp rất là nhiều những pha troll thằng Nút. May mắn là mình đã tìm được cái map này. Nó đúng là nó dành cho Nút luôn. Và cái tập này nó cũng sẽ có một cái thẻ cào điện thoại quà tặng cho mấy bạn là ở trong tập này. Các bạn nhớ xem kỹ nha. Và đừng quên để lại channel của mình một like, share thật là nhiều. Và nhớ vào nút đăng ký, nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký đối với bạn nào chưa đăng ký kênh mình để đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny. Ok, ta sẽ cùng bắt đầu video ngày hôm nay. Thì ok, ở đây cái map này tên là Clever Troll. Mày biết tiếng Anh, mày biết tiếng Anh không? Không. Thầy thấy chữ trên kia không? Thấy con Ripper. Đúng rồi, cái đó là cái đống chữ dưới là tiếng Anh đó. Tao cũng không biết cái đó có nghĩa là gì. Thì cái map này được làm bởi một troller thủ. Troller thủ. Troller là gì? Troller là mấy thằng đi troll á. Thì thằng nào thằng nào á mà qua được cái map này có nghĩa là nó giỏi hơn troller. Trời, vậy tụi mình giỏi nó rồi. Tụi mình tự tin là giỏi hơn nó hả? Mình roll. Ok. Cái gì đây? Rule, cái này là luật hả? Luật, trainer distance là 8, auto jump no, cloud no, ok. Mấy cái này chẳng có gì hết. Credit. Vậy, mình là Jit Gamer Pro. Nếu bạn nào muốn tới cuối cái map này thì bạn phải thông minh hơn thằng troll. Ok. Thông minh hơn thằng troll. Ai thông minh hơn thằng troll? Ừ, rồi. Ủa giờ đi đâu tiếp đây? Thông minh hơn thằng troll. Ủa giờ sao? Có cái gì cục gì đen đen cái này nè. Ủa lộn. Cái này màu gì? Ủa sao chết rồi? Sao chết rồi? Chanh đi ngu. Cái gì? Nó tròn mình đó. Ok. Ôi trời. Ôi, bị chôn, phải đại bị chôn. Ủa, vậy là cái này không phải. Có gì, ủa, không có gì trong đây hết mà. Hai cái đầu mình nè. Có cục gì đen đen nè. Không mở được. Nhưng mà đâu, hai cái bên này không có gì đâu. Mà tự nhiên nhấn vô, ô, nó bắn cái cung tên ra. Ủa, gì vậy? Mình thông minh hơn nó. Ok. Ê, đứng yên. Là đứng yên rồi mà. Đứng yên. Lại đứng. Nhìn ra cái hướng cho nên đang nhìn. Thấy gì không? Có cục đá nè. Ừ đúng rồi, nó chúng ta có một cục đá. Lại gần thử. Cái nút. Nhớ vào cái nút đi. Yeah. Trời ơi. Ok. Thắng rồi. Yeah, thắng rồi. Ở đây chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7. Phải 7 không? 8 cái nút. Thôi. Chúng ta phải đi từ cái này trước. Đây, đi từ bên này đi. Vậy cái này chúng ta có 8 màn lận. Wow. Những vô nút ơi. Ôi, được vô cái phần căn phòng gì nhìn ghê quá này. Có gì nè, Kinh ơi. Gì đó, đây. Thôi, núp vô trước đi. Vô trước đi. Nó dữ rồi. Cái gì vậy? Cái nút TP sang đây. Còn TP mà. Ok, lượm được cái. Quên rồi hả? Ấy da, quên rồi. Quên rồi đúng rồi. Dễ quá, mình thắng rồi. Mình giỏi hơn cái thằng John này rồi. Trời ơi, vậy là một màn mình đã hoàn thành rồi nè. Chúng ta còn một vài màn nữa. Cái gì đây? No. Ê, cái này nước à? Ủa, ở dưới đây có nước không à? Xuống dưới đây. Toàn là nước không à? Ô, có cái nút ở đây luôn. Ở đây có cái nút. Hey. Thắng rồi. Ôi, dễ vậy. Cái này chả thấy chôn. Chả thấy chôn thế nào hết. Dễ ò mà. Cái gì mà đen đen vậy? Nhấn lên cái nút lên trên đó. Cái cửa này kẹt coi. Gì vậy? Đúng rồi. Sao cứu. Rồi chết gắt rồi đâu mà cứu chứ. Cái gì vậy?
Tí ở đất, ở đó là cái gì vậy? Ủa, đây có cái nút. Ủa, ủa ở đây luôn hả? Ok. Tưởng gì ở đó có cái nút là cái bẫy, hóa ra nó bật cái cửa. Mở cửa kia, lại kia đứng đi. Á à! Đâu vậy? Lại kia đứng, lại kia đứng, kia đó, kia sau kia. Kia sau kia, ừ. Vô. Ủa? Trời ơi. Ở gì vậy? Có cái nút là chổng. Không sao. À, trời ơi, tí rồi chết. Ok. Rồi qua cái bàn tiếp theo. Ủa, ồ. Bên kia. Ơ, bên kia bắn cung kìa. Ơ, bên kia bắn cung kìa. Ôi, cái gì? Ở thì nè, cái nút đó để đi nè, nè. Nè. Hey, hey, hey. A! Ô! Đúp ơi, đừng đúp ơi, đúp chết ngắt rồi. Chết đi. Ô. Ê thôi, hoàn thành rồi, hoàn thành rồi, đúng rồi, hoàn thành rồi, không cần quay ở đâu. Hoàn thành rồi, yeah, yeah. Tự nhiên làm được luôn. Qua đây đấy, tiếp đi. Ủa đi đâu vậy? Ủa tiện đi đâu mất tiền. Cái này cái gì vậy? Mình đang đâu vậy? À, mình đang ở cái phòng khác hay sao? Thôi, đi lên chứ đi. Ok, ok. Thôi, nó kiếp sợ ma lắm. Chạy lên, ê, cứu, trời ơi, kỳ vậy? Vãi núp sợ ma cái mình đi mình chết ngắt luôn. Ghê ghê ghê. Ê. Ok. Có thuốc có cái nút dưới nữa. Thuốc gì đây? Uống đi. Ê không dục ra được. Nè bỏ vô đây được, lấp đi. Thôi. Thuốc này làm gì? Ô. Rồi chết. Ê. Ây da, chạy cái gì hả? Lừa hả? Nó tính lừa mình nè. Trời tính ơi, trong đây giờ. Đi uống nước mất máu. Ok, còn ở đây nữa. Ở đâu? Ở màn tiếp theo. Vậy là mình sắp thắng rồi đúng không trên đây? Đúng rồi, sắp thắng rồi. Còn một vài màn nữa. Ủa, vô đi. Ồ, phải coi. Ồ, con có nút gỗ kia không biết để làm cái gì. Mình tự nhiên đây anh đang tìm cái nút gỗ. Cái nó có cái gì ở đây nè. Hơ. Giờ sao mình xuống dưới không? Thử xuống dưới đây đi. Ây da. Ủa sao mày này dễ vậy? Nhấn vô cái nút đi. Ở đâu cái nút nào, ở đâu? Ở rìa, ở rìa, ở gần cái chỗ anh ở đây nè, gần đây nè. Nhìn anh vẫn giữ ship chưa, nhìn ra ngoài. Thấy không? Thấy không? Trời ơi là trời. Vậy nhìn ra đi ra ngoài cái chỗ rồi. Hả? Đi ra ngoài cái chỗ lava á. Giữ ship nhìn ra ngoài đó, nhìn ở cái gần cái bờ đá gần chỗ. Ờ đúng rồi. Ủa. Trời ơi. Lại. Ủa. Nhấn cái chạy vô. Ôi oh, ok được rồi. Dễ gì vậy ta? Ủa tưởng vậy cái kia nó tính đánh lừa mình rồi. Ok. Ui dè. Ờ ủa sao dễ vậy? Cuộc đời dễ vậy sao? Ồ. Ủa trong đây có bắn cung quá, nó bắn cung mình á. Ừ nó bắn cung mà. Còn cái dây bẫy. Ê, ô ô ô ô ô ô ô. Wo. Wo 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 wo. Ô ô ô. Ủa, kiểu gì mình cũng phải qua à. Không có né được. Đi trước đi núp. Ê, còn cái núp. Đi trước đi núp. Hey. Vừa đi vừa nhảy. Đúng rồi, hay quá. Ok. Ôi sao dễ vậy Trinh đi? Ừ dễ mà. Mình thua rồi. Ôi sao chết lúc hai đứa vậy? Là cái nào mà chết lúc hai đứa vậy được. Ok, lại. Vừa đi vừa nhảy lên nha. Ok. Chết rồi, té xuống rồi. Ok. Wow. Ê. Không tu đang đi tìm mà tự nhiên. Thế rồi, trên đi. Ê kìa. Nhấn cái chạy lại đó nha. Nhấn cái chạy lại kia. Chạy vô. Ui. Hay da.
Yeah, ôi vậy Quyên rồi. Yeah. Nè, chùm cuối, chùm cuối hả? Chùm cuối này chắc có khi khó. Vô đi. Có khi nó sẽ khó. Ok. Ê. Hey. Vậy đi. Lava ở dưới. Lava ở dưới. Chọn một trong hai cái. Chọn nào? Thôi lava đi. Lava hả? Lỡ okay. Đầu nước đó, nguy hiểm, mới cho bằng nước sao ai biết được. Vậy xuống xuống lava đi. Thôi mà xuống nước đi. Vậy thôi xuống nước đi. Bùng. Có cái nút kia, có nút kia. Cái gì vậy? Có... Xuống, xuống lava nè. Giờ cũng đâu có chỗ xuống đâu. Thì có khi ở dưới đó có nước á. Không. Có nước cái. Thấy chưa, kêu là chọn lava mà. Dạ bên lava rồi, quay lại đi, lên lava. Bây giờ mình sẽ lên lava. Đấy. Nhảy. Yêu, ok. Lên lava. Giờ chắc là lava rồi. Rồi xuống đi. Thôi đi xuống đi. Ồ. À. Chắc chắn là lava rồi. Không có gì dưới này hết á. Không có gì dưới. Còn cái nút nào nữa không? Ký có còn cái nút nào nữa không? Không có rồi. Ở đây có nút không? Ê, dưới đây còn sống nè, dưới đây sống nè. Trời ơi, xàm lé, xàm dễ sợ luôn. Mình đáng kia tự nhiên mình trúng này. Đấy, thằng này chôn mình thông minh hơn nó rồi. Yên tâm, mình thông minh hơn nó. Rồi, sao quay vòng vô sao? Mê cung rồi, trên đây. Vô mê cung sao đi? Này có cửa gì không? Đi. Có cửa hay gì không? Trời ơi, không thấy gì hết đâu, đi vòng quanh qua quanh lại sao đi về chỗ cũ vậy? Đường. Đi về ơi, đâu? Ủa, sao lại gặp nhau ở đây? Ủa. Thôi đi chung mất công lẹ. Đi chung khó nhìn quá à. Ê, quay lại chỗ cũ nè. Ủa, hồi nãy mình đi đường nào? Hồi nãy đi bên này. Sao thì... Ê, đúng rồi, quay lại. Đứng ở đó. Đây, đứng đây, nhìn lên. Hay quá, trời, hay quá. Nó chôn mình lại thông minh hơn nó rồi. Mình lại thông minh hơn nó thêm một lần nữa. Ê, xuống dưới đây thêm một lần nữa đi. Để. Nhớ cái rương đâu? Thôi hả? Thôi, không rương nó đồng rồi. Trời ơi. Chết ngắt rồi, trời ơi. Trời, phải xuống thêm lần nữa. Phải đi trên cái khu vực này thêm một lần nữa sao? Chờ đi. Ok. Tới rồi. Hey. Quay lại đây nè. Đó. Vậy sao lấy? Thì, lấy rồi. Nè, lấy rồi mà. Trời ơi. Đã lấy rồi cơ mà. Trời rồi, xong nó ngõm cù đẻo dưới đó luôn. Ok. Từ. Ồ. Như cái này té xuống chết hay sao? Ôi, té này té xuống chết. Giờ mình phải đi sang trái. Từ nha. Rồi, ok. Đi sang trái. Trời ơi, canh. Ok. Sao đây? Ok, cũng được. Có sợi dây trên đây. Hả? Ủa, đập được hả? Ủa, đập được hả? Thôi nhảy đây. Hey, ao. Ok, trời ơi, hết cháy. Là phải trời ơi, hết cháy không? Cái nút cuối cùng phải sao kìa. Trời hết cháy đi. Đừng có đạp vô cái miếng đó. Phải thông minh hơn nó, không được có đạp vô cái miếng đó. Sao chưa hết cháy vậy ta? Cháy hết rồi. Ok, cháy hết rồi. Cháy thôi. Hey.
nhảy qua đây. Oh, lên lên lên. Ok. Hey, hey, hey. Oh. Oh. Ok, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Oh, 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 chết, 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 chết. Trời ơi, xong rồi. Ấy da. Tên bên qua đây. Tên qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây nè. Coi nè. Congratulations. Không biết đó là cái gì, hình như là chúc mừng hay sao á. Ôi. Gì đây? Ô, oh, pháo hoa kìa. Ô, oh, pháo hoa. Tại khi nào cuối cùng nó còn cho mình nữa không? Pháo hoa, pháo hoa. Những mấy cái nó cứ ra pháo hoa hoài luôn á. Những quà ra pháo hoa hoài luôn. Wow. Ê. Vậy à, quê. Ở trên đi, hả? Có nút kìa. Ờ, có cái nút mà. Có cái nút mà. Vô nó đứng đi, vô đứng đi. Vô đứng đi. Trên đi đứng thử đi, trên đi đứng thử đi. Vô đứng đi, đâu, 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 thử làm gì. Trên đi là người lớn mà. Trên đi đứng vô đi. Đâu có gì đâu, đi giờ đâu có gì đâu. Đứng lại rồi, đâu có gì. Ôi giời. Vậy em cũng được nữa. Rồi chết luôn rồi. Kìa vậy? Ôi chết. Chết 10 lần rồi. 10 trên 10 luôn rồi. Ơ à, đâu rồi. Vãi. Ơ à, tự mình TP đến mình luôn. Đỉnh cao. Đỉnh. Thôi bắn thêm cái pháo hoa này nè. Ok. Ok, nếu bạn thích video này đừng quên cho để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông bên cạnh nút đăng ký nha. Và hẹn gặp lại bạn những video sau nhé. Bye bye.